các bác nhá. Xin trân trọng gửi lời chào đến các bác thợ làm vườn nhé. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhé. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh, Tân Ánh đến từ Việt Nam, Tây Nguyên, Bắc Giang các bác nhé. Trong clip hôm nay, Hân lại giới thiệu đến các bác thợ làm vườn một cái mẫu kéo cắt cành, một cái kéo cắt cành vô cùng tuyệt vời, hàng xịn sò, hàng Đài Loan. Thì cái mẫu kéo này là mẫu kéo hàng Đài Loan các bác nhé. Mẫu kéo hàng Đài Loan này thì nó chỉ có một thông số duy nhất, đó là 3 mét, đó là 3 mét các bác nhé. Thì các bác quan sát tổng chiều dài nó như này, đó là nó là 3 mét này, 3 mét là mình rút dài ra hết cỡ. Còn khi các bác ngắn lại rồi ấy, thì nó là 1m8, khi thu ngắn lại là 1m8 nhé. Cái mẫu kéo này ấy, là mẫu kéo Santa, một kéo Santa hàng Đài Loan các bác nhé. Santa này, thì đây là cái phần trên mũi, phần trên mũi này. Các bác nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng, có nghĩa là các bác sẽ được bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng như em giới thiệu như này thì các bác nhận hàng và thanh toán. Em sẽ bóc cái này cho các bác xem luôn này, cái này sẽ ghi bằng mấy cái ghi giấy thôi, em bóc ra để xem cho các bác xem cụ thể nhé. Các bác nhận được hàng có quyền bóc ra xem như này nhé. Đây, đâu này có một cái lưỡi cưa nữa này, nó có một cái lưỡi cưa cho mình nữa, lưỡi cưa này nó dính này, để em bóc ra luôn. Đây, lưỡi cưa này nó dính bằng dính luôn các bác nhé, dính bằng dính hơi khó gỡ. Đây, em lấy cái kéo em cắt. Các bác quan sát này, đây hàng Santa Made in Taiwan các bác nhé. Made in Taiwan đấy, là cái mẫu kéo này là mẫu kéo Đài Loan đấy, hàng nhập khẩu Đài Loan. Đấy, cái này thì họ lấy bằng dính họ dán vào. Đây rồi, em mà lấy được lưỡi cưa rồi nhá. Đây các bác quan sát này, đấy, hàng này là hàng Santa, Santa thương hiệu Made in Taiwan, hàng Đài Loan các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái kéo này. Đây là lưỡi cưa của nó này, đấy, đây là lưỡi cưa, lưỡi cưa này các bác nhá, lưỡi cưa này khá là bén đấy, lưỡi cưa này, em để đây, phần trên của kéo đây, phần trên là kéo. Cái kéo này ấy, nó có thiết kế rất là tinh tế này, nó có thêm một cái móc này nữa. Một cái móc này giúp các bác khi các bác làm mà các bác làm xong các bác treo lên tường hoặc là treo lên cái xà nào đấy thì các bác sẽ móc vào cái này. Và ngoài ra thì mình sẽ ứng dụng trong cái việc là khi mà các bác rung cành, có những cái cây mà quả chín ấy, hay là các bác rung cho nó rụng lá chẳng hạn, thì các bác móc vào cành cây này, các bác giật, các bác rung thì nó có tác dụng như vậy nhé. Thì đây là cái phần lưỡi kéo này, đây là phần lưỡi kéo rất là chắc chắn đấy, và phần này là phần kẹp cành để các bác giữ được quả lại nhé, rất là quả lại này. Đây, ở cái này ấy, nó sẽ có một khớp nối, cái khớp này thì cực kỳ là chắc chắn rồi, rất là im để sử dụng được cái này nhá. Để các bác bóp vào đây, các bác bóp này, bóp vào cái hãm này, các bác kéo nó ra, một lỗ này, hai lỗ này, ba lỗ này, bốn lỗ này, và năm lỗ, sáu lỗ, đấy, sáu lỗ. Khi các bác kéo dài 6 lỗ như này rồi ấy, thì tổng chiều dài của cây kéo này nó sẽ đạt cho các bác là 3 mét nhé. 3 mét. Đấy, khi các bác kéo dài hết cỡ dây này rồi ấy, thì tổng chiều dài nó sẽ đạt cho các bác là 3 mét này. Các bác rút hết ra thì nó sẽ đạt cho mình là 3 mét nhé. Thế đây là phần chuôi này. Phần chuôi thì cực kỳ chắc chắn luôn. Làm bằng hợp kim này. Làm bằng hợp kim có sơn tĩnh điện. Cái cá này, cá bằng kim loại này. Các bác bóp xuống các bác nhả khóa ra. Đây là cái khóa đấy, nhả khóa ra này. Đây là sợi dây cáp để kéo lưỡi kéo ở trên, lưỡi cắt ở trên. Đấy. Rồi, khi mình nhả ra như này ấy, thì cái lưỡi ở trên kia nó sẽ cắt mở được nhé, cắt mở được. Đấy. Mình dưới mình bóp ở kia nó sẽ cắt mở. Thì khi cái này ấy, các bác rút dài hết cỡ, nó là 3 mét. Còn các bác thu vào hết cỡ thì nó là 1m8. Thu vào thì các bác bấm cái lưỡi này. Đấy, sập vào đây. Các bác lưu ý nhé, chỉ khi nào cái lẫy này này nó cắm đúng cái lỗ này, nó cắm đúng cái lỗ này này, đó thì lúc đấy mới dùng được. Thì mình bóp cái tay cầm thì cái lưỡi ở trên nó mới giật, tại vì khi đó là cái hệ thống ở dưới, hệ thống cáp ở dưới nó mới dính hệ thống cáp ở trên thì nó kéo ra cái lưỡi này hoạt động. Đấy, đây là cái dây kéo lưỡi này, dây kéo lưỡi này rất là chắc chắn đấy, dày cộp luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, thì còn cái tay nhựa này ấy, là cái tay cầm nhé, anh như là tay cầm có ngấn để tạo độ ma sát này, dày rất là chắc chắn. Đấy, thì đây khi mình bóp
mình bóp vào tay ở trên nữa sẽ dập dìu này. Đấy. Bóp vào tay ở trên nữa sẽ dập dìu nhá. Và khi các bác cắt trái cây ấy, mà nó giữ lại trái cây rồi thì các bác lấy cái tay này, các bác khóa cái nấy này lại. Khóa nấy này lại này. Khóa nấy lại nhá, khi đó thì mình sẽ bỏ tay ra. Bỏ tay ra mà mình hạ quả xuống. Đối với cái kéo này thì cực kỳ chắc chắn nó sẽ giúp cho các bác hạ được quả có cân nặng nó tới khoảng 3-4 kg nhé, 3-4 kg. Ở đây cái hệ thống tay cầm của nó thì hàng này hàng xịn sò này. Phía trên này có bọc nhựa này, có bọc nhựa để chống trơn. Toàn bộ cái này là bằng hợp kim hết nhá, hợp kim hết các bác nhá. Cái này nó có thể xoay được so với cái trụ này. Nó xoay được so với cái trụ này thì giúp các bác điều chỉnh cái lưỡi kéo ở phía trên. Giúp các bác điều chỉnh lưỡi kéo ở trên làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như không được mình xoay như này. Mình xoay như này, hoặc mình xoay như kia. Thì thế mình bóp là nó sẽ sập. Đấy. Thì đây là cái mẫu kéo 3 mét hàng Đài Loan, hàng cực kỳ chắc chắn cho các bác. Các bác xem video em giới thiệu cụ thể về sản phẩm rồi thì em sẽ báo giá cho các bác luôn. Báo giá cụ thể cho các bác luôn để các bác mua hàng nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng ấy thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop em theo số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhé. Giá của cây kéo Đài Loan 3 mét này ấy, thì nó là giá của nó là 800.000 các bác nhé. 800.000 đã bao gồm cả phí ship rồi. Bao gồm phí ship về nhà cho các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Đó. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ghi ở trên màn hình nhé.